Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Nhà Israel, hãy hát mừng lên vì đức từ bi của Người muôn đời. Của Chúa đã nhấc hồn con, đã nhấc hồn con lên bằng sức mạnh. Con nào có chết vì Chúa gần con, con sẽ truyền giao công cuộc của Người. Đá mà những thợ xây, mà những thợ xây loại bỏ ra ngoài, nên hòn đá góc của các tường xây, việc đó đã do tay Người